Những loại kẹo kỳ lạ mà có lẽ trước giờ bạn chưa từng thấy. Trời đất ơi, ta nói 20 mấy năm trời mà lần đầu tiên mới thấy mấy cái loại kẹo này có mặt ở trên cuộc đời luôn á mấy bà. Đúng là thời buổi bây giờ có rất là nhiều những thứ sáng tạo luôn. Có những cái viên kẹo không những là ăn ngon đâu nha, mà chơi còn vui nữa đó. Cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ qua video này nè. Bắt đầu thôi. 1, 2, 3. Sakura thủ lĩnh thẻ bài. U là trời, coi phim hoạt hình lâu rồi mà bây giờ mới rinh về được cây kẹo của Sakura nè mọi người. Hồi đó còn nhỏ là siêu ghiền xem cái phim Sakura thủ lĩnh thẻ bài luôn nha. Tại vì nhân vật ở trong đó ai cũng đẹp hết trơn, mà thời trang ở trong đó cũng đẹp nữa đó. Cho nên là thấy em kẹo này dạy gì mà không rinh về. Đây là cái quyền trượng của Sakura nè mọi người, có nhận ra không? Nó có một cái hình ngôi sao và thêm một cái hình mặt trăng ở bên ngoài, còn có cái đôi cánh thiên thần ở phía dưới nữa. Chỉ là kẹo thôi mà, có cần phải đẹp quá đáng như vậy không? Làm cho con tim của tôi phải rung động rồi. Nhưng mà ta nói con tim chưa kịp rung động thì phát hiện ra cái cục kẹo nó bị rớt ra trong này rồi nè mọi người ơi. Quá là bất lực luôn đó mấy bà. Bây giờ tôi đang cố để có thể lấy được cái cục kẹo này ra, nhưng mà rất tiếc là cái cục kẹo này có lẽ là do vận chuyển nó bị nóng cho nên là nó đã bị chảy ra rồi. Thôi thôi, đóng nắp lại cho nó lành, chứ bây giờ tôi cũng không biết cách làm sao để lấy ra nữa. Lát nữa tôi sẽ kiếm một cái cây đũa hay một cái cây tăm gì đó để kéo cái cây kẹo này ra. Bỏ qua cái câu chuyện của cây kẹo đi, thì mình thấy cái cây kẹo này rất là dễ thương luôn, bởi vì nó có hình cây quyền trượng và nó còn có thêm một cái đèn led chớp nháy màu xanh màu đỏ, nhìn rất là vui mắt. Khi mà Gen nếm thử cái kẹo này thì thấy cũng không có mùi gì đặc biệt, nó chỉ ngọt ngọt thôi mọi người, nó giống như là kẹo đường vậy đó. Cho nên là mình thấy cây kẹo này để chơi thì vui hơn, chứ để ăn thì cũng không có gì ngon lành hết trơn. Nhưng mà cho dù kẹo ăn không ngon thì mấy bạn vẫn sẽ rinh về, bởi vì mấy bạn quá ghiền Sakura chứ gì. Tôi quá biết mấy bạn rồi. Em kẹo kỳ lạ thứ hai trong ngày hôm nay, đích thị là nó kỳ lạ nha mấy bà. Khi mà tôi nhận được cái kẹo này tôi cũng biết ăn sao mà chơi sao nữa, tôi chỉ thấy nó rất là kỳ. Nhưng mà cứ từ từ khám phá đi, chứ không thèm đọc hướng dẫn sử dụng đâu, bởi cái tính mua đồ lúc nào cũng vậy, toàn tự mày mò không à. Mà chắc cũng có nhiều bạn giống như Gen lười đọc mấy cái giấy hướng dẫn sử dụng lắm luôn á, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên đọc nha, và Gen cũng nên đọc luôn, bởi vì cái đó nó rất là quan trọng. Đầu tiên á thì mình sẽ đổ cái gói bột này vào cái hũ này trước nha mọi người, xong rồi bắt đầu mình mở cái ngăn này ra thì mình phát hiện ra ở trong này nó còn có một cục kẹo màu xanh da trời. Mà cái cục kẹo này nhìn nó lạ lạ, mọi người nhìn nó giống như là một cái ống cống mini vậy đó, nhưng mà không hiểu sao bằng một thế lực nào đó thì tôi đã lắp cái này đúng luôn nè mọi người. Đúng là trong cái sự mày mò nó cũng ra được nhiều cái kết quả hay hay chứ bộ. Xong rồi mình sẽ gắn cái cây kẹo này vào như thế này. Đến đây á thì cái cây kẹo này làm cho Gen liên tưởng đến một cái vật dụng để dùng trong cái việc xây dựng á mọi người, đó là cái cây mà để mình nhúng vô cái sơn xong rồi mình sơn lên cái tường nhà đó mọi người. Không hiểu sao mà liên tưởng ra được cái đồ vật đó luôn á. Cách để mà ăn cái cục kẹo này thì mình sẽ lăn lăn cái cục kẹo màu xanh vào trong cái bột của màu hồng, và sau đó thì mình sẽ lăn vào cái lưỡi của mình. Cái cách ăn kẹo này công nhận là mới lạ thật sự luôn đó trời. Kẹo thì nó có vị ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, thanh thanh, và nó cũng có một chút hương vị của trái cây, nhưng mà không có quá ngon đâu nha. Em kẹo lạ kỳ tiếp theo của ngày hôm nay là một cái em kẹo có hai cái đầu chú gấu rất là dễ thương như thế này. Bây giờ để Gen mở ra cho mọi người xem là em nó kỳ lạ ở chỗ nào nha. Ở giữa cái thanh kẹo nó sẽ có một cái vòng tròn và nó ghi là nhảy 20 lần, chạy vòng hoặc là vòng tròn. Khi mà mình cầm giữa cây kẹo thì mình có thể xoay vòng hai cái đầu gấu như thế này, rất là đáng yêu. Mà ta nói vừa mới dứt lời làm gãy luôn cái đầu con gấu rồi. Trời ơi, cái khúc này con tim của Gen đúng tan nát luôn á mọi người. Vừa tất cái cục kẹo mà vừa tất mình luôn á, tất cái tật hậu đậu của mình mà tất cái cục kẹo là sao mà dễ gãy quá vậy. Hai cái con gấu này dễ thương gì đâu luôn á, mà tôi đã lỡ tay làm rớt cái đầu nó ra rồi. Thôi thì tôi gắn vô vậy cho mọi người xem tạm đi ha. Nhìn cái kẹo nó nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nó không chỉ đơn giản là một cái kẹo đâu nha, mà nó còn là một món đồ chơi thử thách. Ví dụ như là khi các bạn xoay cái cây kẹo này vòng tròn và cái mũi tên nó sẽ chỉ vào một cái thử thách bất kỳ, ví dụ như là nhảy 20 lần hoặc là chạy vòng tròn, thì các bạn phải là người làm theo cái mệnh lệnh này, hoặc là đối phương của các bạn phải làm theo cái mệnh lệnh này. Còn riêng bản thân của mình thì chơi một mình cho nên là cũng không có hứng thú làm theo thử thách cho lắm. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái kẹo con gấu này để xem mùi vị ra sao và review cho mọi người biết nha. Đầu tiên là mình thấy cái đầu kẹo con gấu này rất là dễ thương luôn. Khi mà cắn vào thì cái kẹo này là kẹo bột nha mọi người. Nó sẽ có vị ngọt nhẹ và nó sẽ bột bột một tí xíu, có một chút hương vị của cam. Nhưng mà sau khi ăn một cái đầu gấu thì phát hiện ra cái đầu gấu còn lại cô đơn quá à. Thôi xin lỗi em nha. Và đó chính là ba loại kẹo kỳ lạ mà có lẽ bạn chưa từng thấy trong ngày hôm nay. Trong ba loại kẹo này thì các bạn thích nhất là loại kẹo nào nè? Hãy nhớ để lại dưới phần bình luận cho Gen biết đó nha. Còn với bản thân của Gen thì mỗi loại kẹo nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị, cho nên là mình thích hết luôn. Còn bây giờ thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.